Tìm hiểu về lịch sử Thái Nguyên từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 là nội dung của tiết học này. Các em học sinh đã được tiếp thu kiến thức cần học thông qua nhiều hình thức, từ giảng bài với đầy đủ thông tin, hình ảnh minh họa phong phú đến phần thi kiến thức. Các trò chơi có thường xoay quanh nội dung bài học đã làm cho tiết học trở nên sôi động và hứng thú hơn. Theo như cảm nhận của em thì nó sẽ khiến cho bài học trở nên thú vị hơn ấy, và kiểu là tăng cái thích thú và hứng thú khi mà học, sẽ dễ nhớ được kiến thức hơn khi mà tham gia những trò chơi và tự mình hoàn thành những cái thử thách trong trò chơi đấy. Thì chúng tôi rất vui mừng bởi vì ở đó có rất nhiều tư liệu về bài giảng, hình ảnh, video rất quý giá để cho chúng tôi có thể thực hiện bài học. Còn đối với cấp trung học phổ thông, các em đã được tiếp cận với các kiến thức về kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên một cách chủ động và tích cực thông qua những phần trình bày về quan điểm và hiểu biết của chính các em về nội dung bài học. Giáo viên sẽ đóng vai trò dẫn dắt để học sinh chủ động tìm hiểu và tiếp thu kiến thức. Từ đó các em sẽ hiểu sâu sắc vấn đề và có thể nhớ bài học lâu hơn. Thông qua cái phương pháp học này thì bọn em sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn, cũng như là kích thích cái tinh thần học tập của chúng em hơn khi mà với những phương pháp cơ bản bình thường. Việc sử dụng cái bộ công cụ ngữ liệu số này là phù hợp với chương trình giáo phổ thông ở các cấp học. Thứ hai là cũng đã cung cấp cho giáo viên rồi các nhà trường về các tư liệu, đặc biệt là các tư liệu từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy để làm tư liệu giảng dạy và học tập. Trong quá trình thực hiện cái bộ tư liệu này, nó cũng đã góp phần cho nhóm biên soạn về giáo dục địa phương của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng có thêm tư liệu để viết sách và làm chương trình trong thời gian tới đây. Theo quyết định số 839 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành khung chương trình giáo dục phổ thông địa phương cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên, có 36 chủ đề về lịch sử, văn hóa gắn với từng bài học thuộc tài liệu giáo dục địa phương Thái Nguyên theo khung chương trình cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được phê duyệt và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ mang tính gợi mở cho người học, không có tính diễn giải và nhiều thông tin, nên rất khó cho giáo viên khi soạn bài và truyền đạt kiến thức cho người học. Do vậy, bộ ngữ liệu số về lịch sử, văn hóa phục vụ giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông được đưa vào ứng dụng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên các trường phổ thông trong việc thiết kế bài giảng, góp phần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.